vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả, với cô Thảo biết không, dạo này trời nóng quá em ngại ra đường luôn á. Nào là phải đối diện với bụi bặm nè, rồi còn nắng nóng nữa, khó chịu vô cùng. Dữ ghê ha, hàng chị thấy mình giàu tìm một cái nơi thư thái và thú vị nhất, đó là cái bếp phải không? Thú vị thì có rồi đó cô, mà thư thái thì không có đâu, em thấy toàn sóng gió không à. Sao vậy? Tại vì em phải đối diện với rất là nhiều thứ, như là hôm nay mình sẽ nấu món gì, mình phải mua những nguyên vật liệu gì, rồi mình phải nấu trong thời gian bao lâu, có kịp giờ hay không, vân vân. Như vậy thì Minh Châu và quý vị khán giả sẽ yên tâm là vì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày có phép thuật biến món ngon trong tích tắc. Chắc chắn là Minh Châu sẽ hoàn toàn tự tin khi mà bước vào bếp. Vậy hả cô? Vậy còn nỗi lo mùa nóng thì sao? Không lo, là vì ngoài những món ăn ngon nè, nhanh nè, đối với mùa nóng, Món Ngon Mỗi Ngày còn cung cấp những món thanh nhiệt nữa. À, như vậy là ngày hôm nay mình có món vừa ngon nè, làm vừa nhanh nè mà còn thanh nhiệt nữa. Đó đúng là rồi. Món? Đó là món súp cua củ năng. Mình nấu món súp cua củ năng vậy, đố Minh Châu biết củ năng còn có tên gọi là củ gì nữa không? Dạ không. Không biết hả? Còn gọi là củ mã thầy, miền Bắc thì thường hay gọi là củ mã thầy, còn miền Nam thì gọi là củ năng. Nhưng mà làm sao để lựa được củ năng ngon hả cô? Muốn chọn củ năng ngon á thì chúng ta chọn những cái củ năng chắc, to củ, nặng tay như thế này. Và khi mà ấn vào thì Minh Châu thấy là nó không có bị úng hoặc là không có bị khô héo là được. Dạ, như vậy là mình nắng xung quanh thì thấy là cứng nè, đều phải không cô? Và ngoài ra không chỉ có củ năng thì chúng ta còn chuẩn bị thêm một con cua khoảng 500 gram. Còn củ năng thì cô chuẩn bị sẵn rồi, đã cắt sợi, chúng ta cần khoảng 150 gram. Ngoài ra còn cần 2 cái trứng gà ta, một ít dầu mè và không thể thiếu hương vị đậm đà của hạt nêm Ajinomoto. Bây giờ tất cả các nguyên liệu mình sẵn sàng rồi đó Minh Châu biết không, mình sẽ làm rất là nhanh để mà nấu món súp này. Dạ. Phần nước dùng cô chuẩn bị sẵn rồi, chúng ta cần khoảng 800 ml nước dùng. Còn nếu mà không có nước dùng thì chúng ta dùng thay bằng nước lạnh cũng được. Dạ. Chúng ta lấy 800 ml trước và chúng ta sẽ cho vào khoảng 1.5 muỗng hạt nêm Ajinomoto nữa thì chúng ta cũng sẽ có một cái nồi nước có đầy đủ hương vị thơm ngon để mà chúng ta nấu súp cua củ năng. Em đã nhớ rồi. Khi mà nước trong nồi đã sôi thì chúng ta sẽ bắt đầu cho củ năng vào nè. Dạ. Minh Châu giúp cho cô tiếp tục cho phần cà rốt vào. Dạ. Củ năng khi chúng ta sắc sợi rồi nó cũng rất là mau chín. Dạ. Khi thả vào chúng ta chờ cho nước sôi trở lại và những cái cọng củ năng bắt đầu hơi trong trở lại là được rồi. Đối với phần cua lúc nãy ấy, thì chúng ta có một con cua khoảng 1/2 ký chúng ta luộc sẵn rồi. Thì cô đã gỡ sẵn hết cái phần thịt ra nè. Phần thịt cua thì chúng ta sẽ xé nhỏ ra như thế này. Hai cái càng cua chúng ta để nguyên để cuối cùng chúng ta trang trí cho đẹp mắt. Bây giờ trong cái phần càng cua và cái thịt cua này, cô sẽ ướp vào một ít hạt nêm Ajinomoto và một chút xíu tiêu. Và bây giờ nhờ Minh Châu trộn đều cái này lên cho cô nha. Dạ. Còn giai đoạn kế tiếp thì chúng ta sẽ đập hai cái trứng gà này ra một cái chén nhỏ. Đánh đều cái phần trứng này lên. Bây giờ Minh Châu giúp cho cô cho hết luôn cái phần cua đó vào. Cho cả hai cái càng vào hả cô? Đúng rồi. Phần bột năng này chúng ta sử dụng khoảng chừng 2 muỗng canh. Cô sẽ cho thêm khoảng chừng nửa chén nước vào, hòa đều. Lúc nào nấu súp thì cũng phải nhớ là phải có bột năng phải không cô? Đúng rồi. Và bây giờ các nguyên liệu bột năng và trứng chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì chúng ta mới cho phần nấm mèo này vào. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta sẽ cho nấm mèo vào sau cùng để giữ cái độ giòn của nấm mèo. Và chúng ta sẽ rưới từ từ bột năng vào. Rồi chúng ta sẽ cho hết phần bột năng vào và khuấy đều lên để khi mà nước súp sôi lên trở lại, phần bột năng vừa mới đổi sang cái màu trong nữa là được. Cô ơi, em thấy là đã được rồi đó, bây giờ mình sẽ đổ trứng vào phải không cô? Đúng rồi, nhưng mà trước khi đổ trứng vào thì quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta phải để lửa thật là lớn. Và khi đổ trứng vào thì chúng ta sẽ cho qua một cái rây để cho phần trứng xuống dưới cái nồi súp từ từ thôi. Thì khi đó sẽ tạo thành những vân trứng nhỏ và đẹp ở trong nồi súp. Chà, y như là làm nghệ thuật vậy đó cô hả? Cô sẽ để cao như thế này, rồi Minh Châu khuấy giùm cho cô. Những cái sợi trứng bắt đầu hình thành rồi nè cô. Đúng rồi. Cuối cùng thì cô sẽ cho thêm một muỗng cà phê dầu mè. Rồi khi mà sôi trở lại cô sẽ tiếp tục cho thêm 2.5 muỗng hạt nêm Ajinomoto nữa. Rồi tắt bếp, chúng ta khuấy đều. Không lẽ xong thiệt rồi hả cô? Đúng rồi, đã gọi là món ngon trong tích tắc mà. Như vậy là
món súp cua củ năng đã hoàn tất trong tích tắc. Chúng ta múc ra và thưởng thức thôi. Mà giống như cô Thảo nói từ đầu á, thì củ năng cũng có tính chất thanh nhiệt đúng không cô? Đúng rồi. Mà chỉ cần trong tích tắc mà mình có một món ăn vừa ngon nè mà lại vừa thanh nhiệt nữa thì mùa hè này đảm bảo rất là sôi động đây. Rồi sau khi múc ra xong rồi, chúng ta sẽ tiếp tục trang trí với hai cái hàng cua nè. Cho một ít ngò lên trên và rắc một chút tiêu. Và đây là phần của Minh Châu. Dạ, em cảm ơn cô. Thơm mùi cua, củ năng giòn giòn nè. Mỗi khi mà đang ăn súp cua như vậy mà nhai trúng một cái sợi củ năng đó, cô cảm giác rất là thú vị. Món ngon trong tích tắc. Chắc chắn là quý vị khán giả sẽ dễ dàng thực hiện món ăn này thôi. Quý vị nhớ thực hiện và chia sẻ cảm nhận với Minh Châu và cô Diệu Thảo nha. Hộp thư của chương trình là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto số 061-882-6188. Bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi. Chúc quý vị có những ngày hè thật vui. Bây giờ mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.